tại sao các vị thần trên thế giới như Thiên Chúa Giáo, Đạo Giáo, Phật Giáo đều phát ra thánh quang giống nhau. Một giáo sư vật lý lượng tử tại Đại học Quốc gia Công nghệ San Petersburg vào mùa đông năm 1976 không may bị gãy chân trái và phải nằm viện nhiều tháng. Trong thời gian nằm trên giường, ông đã ngày đêm suy nghĩ về một vấn đề bí ẩn rằng tại sao đầu của các hình tượng Thiên Chúa Giáo lại được bao quanh bởi một vòng hào quang? Tại sao các hình tượng thần thánh ở Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Mỹ cũng có vòng hào quang tương tự? Đây có phải là một sự trùng hợp hay có một yếu tố vật lý nào đó đã khiến cho các hình tượng thần thánh của các nền văn hóa khác nhau lại có chung một hiện tượng kỳ lạ như vậy? Vì sao trong các truyền thuyết thần thoại ở khắp nơi trên thế giới lại đồng thời nói rằng các vị thần đều tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ? Liệu có khả năng ánh sáng này không phải chỉ là truyền thuyết mà là một hiệu ứng thực sự của cơ thể con người? Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ban đầu vị giáo sư vật lý lượng tử không xem trọng những truyền thuyết tôn giáo như vậy, nhưng ông lại dành nhiều tâm huyết cho vấn đề này. Thì ra Khodorkov đã từng nghe một bài diễn thuyết về phát hiện kỳ diệu được gọi là hiệu ứng Killian. Diễn giả của buổi diễn thuyết là Killian, là một giáo sư điện người Liên Xô. Năm 1937, khi đang sửa một thiết bị điện trị liệu, một tia lửa điện bất ngờ phát ra giữa tay ông và một điện cực được phủ kín của thiết bị. Sự việc trên đã khơi dậy sự tò mò của Killian và ông muốn khám phá thêm về hiện tượng này. Killian tự hỏi liệu tia lửa xảy ra quanh lòng bàn tay có thể được ghi chép lại trên phim chụp hay không. Kết quả là ông đã vô tình chụp được những hình ảnh kỳ diệu của ánh sáng xung quanh cơ thể, khác với hình ảnh X-quang mà chúng ta thường biết. Khi tia X chiếu vào cơ thể, chỉ thấy được hình ảnh bộ xương. Trong khi đó, kỹ thuật chụp ảnh Killian ghi lại một vòng hào quang phát sáng xung quanh sinh vật. Nếu đặt bất kỳ vật dẫn điện nào, chẳng hạn như cơ thể của chúng ta, lên một tấm kính được làm từ vật liệu cách điện như thủy tinh, rồi áp dụng điện cao áp cùng tần số cao, bạn có thể ghi lại hình ảnh phóng điện từ vật thể tạo ra vòng sáng bao quanh. Điều kỳ diệu hơn là sau nhiều năm nghiên cứu, Killian phát hiện rằng trạng thái của vòng hào quang này thậm chí có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của con người. Nếu vòng sáng giảm đi, điều đó có thể chỉ ra rằng một người đang mắc bệnh, tinh thần kém hoặc hệ thần kinh bị rối loạn. Tuy nhiên, trong suốt hơn 20 năm, giới khoa học chính thống của Liên Xô hoàn toàn không coi những tuyên bố của Killian là nghiêm túc. Họ cho rằng không thể nào chỉ dựa vào những vòng hào quang mà chúng ta thậm chí còn chưa hiểu rõ để phán đoán tình trạng sức khỏe của một người. Điều này chẳng khác gì chuyện hoang đường. Mãi đến năm 1964, Killian mới công bố báo cáo nghiên cứu đầu tiên thu hút sự chú ý nhiều hơn từ giới khoa học. Trong báo cáo này, ông đã sử dụng các lý thuyết khoa học để giải thích chi tiết về sự tồn tại của vòng hào quang xung quanh cơ thể con người. Killian chỉ ra rằng vòng hào quang không chỉ phản ánh tình trạng sức khỏe, mà thậm chí còn có thể phản ánh cả cảm xúc và tính cách của chúng ta. Sau đó, nhờ sự đưa tin của giới truyền thông, kỹ thuật chụp ảnh điện sinh học này mới thực sự thu hút được sự chú ý rộng rãi. Nhờ vậy, Killian được tôn vinh là một nhà phát minh vĩ đại và phương pháp chụp ảnh của ông bắt đầu được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu vũ trụ. Phát hiện của Killian đã nhận được sự khẳng định từ nhiều nhà khoa học phương Tây. Vị giáo sư vật lý lượng tử ở đầu câu chuyện sau khi nghe về hiệu ứng Killian lại trở nên vô cùng say mê với phát hiện này. Ông bắt đầu tự hỏi liệu ánh sáng kỳ diệu từ cơ thể con người này có liên quan đến thần quang trong các truyền thuyết và thần thoại hay không. Ban đầu, chiếc máy ảnh mà Killian phát minh ra có kết quả không ổn định, lúc thì hoạt động tốt, lúc thì không. Điều này có nghĩa là không phải lúc nào cũng có thể chụp được vòng hào quang xung quanh cơ thể một cách chính xác. Có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của bức ảnh, chẳng hạn như loại phim, điện áp, chất lượng tiếp đất, độ ẩm trong không khí, thời gian phơi sáng, thậm chí cả thứ tự chụp ảnh và chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể không chụp được. Vì vậy, nhà vật lý lượng tử Khodorkov quyết định phát minh ra một kỹ thuật chụp ảnh Killian ổn định hơn, không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Thật bất ngờ rằng sau khi hồi phục, Khodorkov đã thật sự dành vài tháng để thành công phát triển một phương pháp mới. Ông đã gọi thiết bị của mình là máy ghi phóng điện khí.
Thiết bị của Kodokov kết hợp nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm chụp ảnh, đo cường độ ánh sáng và nhận diện máy tính. Sau khi cải tiến, máy ảnh ghi lại ánh sáng xung quanh cơ thể trở nên ổn định hơn, có thể dễ dàng chụp được trường năng lượng quanh ngón tay. Thông qua các chương trình máy tính, nó còn có thể suy luận từ bức ảnh về các đặc điểm sức khỏe cụ thể của người chụp, xem họ có đang bị bệnh hay rất khỏe mạnh. Sau những nghiên cứu liên tục, Kodokov đã viết 5 bài báo đặc biệt liên quan đến năng lượng sinh học của con người. Điều quan trọng nhất là Kodokov đã thành công trong việc thuyết phục Bộ Y tế Liên Xô chú ý đến kết quả phát minh của mình. Năm 1978, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô thực sự đã ủng hộ nghiên cứu tiếp theo của Kodokov. Sau đó, dựa trên nghiên cứu sâu hơn, Kodokov phát hiện ra rằng mỗi người đều có một vòng hào quang vô hình chỉ thuộc về bản thân họ, bao trùm xung quanh. Bạn có thể gọi ánh sáng này là hào quang của cơ thể, cũng có thể gọi là diễm thể, linh khí hoặc linh quang. Hơn nữa, trong nghiên cứu về hào quang cơ thể, các nhà khoa học phát hiện ra rằng hào quang này không chỉ có thể đánh giá sức khỏe của một người, mà kỳ diệu hơn, nó còn có thể thông qua màu sắc và cường độ của hào quang để phán đoán trạng thái của một người tại thời điểm đó, bao gồm phẩm hạnh, tình trạng sức khỏe, cảm xúc, thậm chí cả vận may tốt hay xấu. Tất cả đều có thể được xác định chính xác thông qua hào quang của cơ thể. Chẳng hạn như khi một người bình tĩnh, hào quang sẽ hiện lên màu xanh nhạt. Còn khi một người tức giận, hào quang thường sẽ chuyển sang màu cam. Khi người đó sợ hãi, hào quang sẽ chuyển thành màu cam đỏ. Và khi người nói dối, hào quang sẽ biến đổi thành nhiều màu sắc khác nhau một cách liên tục. Khi một người bị bệnh, thì hào quang trở nên mờ nhạt và tối tăm. Nếu màu sắc trở nên xám xịt, cho thấy tình trạng bệnh của người đó khá nghiêm trọng. Hơn nữa, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng, khi nam nữ yêu nhau, hào quang sẽ trở nên rực rỡ hơn. Hào quang ở đầu ngón tay của phụ nữ sẽ đặc biệt sáng lên khi hai bên nắm tay nhau và sẽ kéo dài về phía đầu ngón tay của người nam. Trong khi đó, vòng hào quang ở đầu ngón tay của người nam sẽ co lại tương ứng, giống như một tia sét từ ngón tay của người nữ bắn về phía ngón tay của người nam. Vậy có thể thấy rằng, con người khi yêu thật sự có thể phát ra hào quang rực rỡ. Ngoài ra, bên cạnh cơ thể con người thì thực vật cũng có hào quang. Vào năm 1937, Killian đã phát hiện ra hiệu ứng hô hấp lá trong nghiên cứu về hào quang. Nói cách khác, nếu lấy một lá cây hoàn chỉnh và chụp bằng máy ảnh ghi hào quang, bạn sẽ thấy hào quang hoàn toàn bao quanh lá cây. Nhưng điều thú vị là ngay cả khi cắt bỏ một phần của lá và chụp bằng máy ảnh hào quang, bạn vẫn có thể nhìn thấy hào quang của toàn bộ lá cây. Điều này gợi ra một câu hỏi rằng, nếu một người gặp phải tai nạn, có thể dẫn đến việc mất một cánh tay, thì liệu hào quang của người đó có còn giữ nguyên vẹn hay không? Đồng thời, cơ thể sẽ phản ứng như thế nào? Trùng hợp là trong y học hiện nay, có một chứng bệnh tương tự như mô tả trước đó được gọi là đau chi giả. Đây là tình trạng mà bệnh nhân cảm thấy chi bị cắt đứt vẫn còn tồn tại và khu vực đó vẫn cảm thấy đau. Cảm giác đau ở mỗi bệnh nhân thì khác nhau, có người cảm thấy như bị điện giật, có người như bị cắt hoặc như bị bỏng. Và tất cả đều biểu hiện dưới dạng cơn đau kéo dài. Hơn nữa, cơn đau còn có thể trở nên dữ dội hơn theo từng cơn. Tuy nhiên, hiện nay y học vẫn chưa có cách nào hiệu quả để điều trị loại đau đớn này. Vì vậy, nghiên cứu về hào quang của cơ thể có thể có tác dụng đối với các bệnh lý trên. Đương nhiên, phương pháp chụp hào quang của cơ thể không chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học thậm chí đã đưa ra việc chụp hào quang vào xã hội và kết quả không ngờ đã tạo ra những hiệu ứng đáng kinh ngạc. Trước lễ kỷ niệm 300 năm thành lập St. Petersburg, tại các trạm kiểm soát giao thông vào thành phố, đã được lắp đặt một loạt camera ẩn. Trong vòng 3 ngày, thiết bị này đã giúp cảnh sát xác định chính xác 9 đối tượng vi phạm, trong đó có một người vận chuyển ma túy, một người vận chuyển vũ khí và một kẻ đang bị truy nã. Camera này chính là máy chụp hào quang của cơ thể. Vì những tội phạm này đều ở trong trạng thái căng thẳng và sợ hãi cao độ, nên cảnh sát có thể dễ dàng phát hiện ra đối tượng khả nghi trong hàng ngàn người và tiến hành điều tra. Giáo sư Trương Học Quân của Đại học Y khoa An Huy cùng với nhiều giáo sư nổi tiếng khác ở Trung Quốc cũng đã hợp tác nghiên cứu sâu về hào quang của con người. Điều thú vị là nhiều năm nghiên cứu, họ đã phát hiện ra rằng những vùng sáng lóe lên trong hào quang của cơ thể hoàn toàn tương ứng với 741 huyệt vị trong y học Trung Quốc. Điều này thực sự khiến người ta phải kính nể những kiến thức cổ đại. Vậy hào quang của cơ thể
đã phát hiện những bí mật trên như thế nào? Và làm thế nào mà chúng lại tương đồng với các huyệt vị cổ xưa? Mở rộng tư duy một chút về vấn đề này, thì liệu linh quang của các vị thần trong thần thoại trên toàn thế giới có thể thực sự tồn tại? Có thể thấy rằng các thánh quang trong truyền thuyết là có thật, chỉ vì họ có linh tính mạnh mẽ hơn nên ánh sáng của họ mới có thể phát ra và cho phép chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường mà không cần đến máy móc. Thêm vào đó, một điểm thú vị trong Kinh Thất Phật có nói, giống như hào quang của cơ thể chúng ta, toàn bộ cơ thể con người đều có thể phát ra hào quang. Thực ra, Phật không chỉ phát sáng ở đỉnh đầu như trên tượng, mà bất kỳ vị trí nào trên cơ thể Ngài cũng có thể phát ra thánh quang. Ngay cả ngón chân cái của Phật cũng có thể. Hơn nữa, Phật không phải lúc nào cũng phát ra thánh quang. Chẳng hạn, Phật Thích Ca Mâu Ni, vì để thuận theo chúng sinh, thường không phát ra thánh quang. Ngài chỉ phát ra thánh quang vào những thời điểm đặc biệt, như lúc Ngài sinh ra, đạt được giác ngộ, nhập niết bàn, mỉm cười hay thuyết pháp. Thân thể sẽ tự phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới cùng với thập phương các giang hà xa. Khi Phật thuyết pháp, Ngài sẽ chủ động phát ra hào quang vì Ngài muốn để chúng sinh cảm nhận trí huệ của Ngài dưới ánh sáng đó. Từ đó, giúp chúng sinh mau chóng giác ngộ. Phật đã nói rằng tất cả chúng ta đều có Phật tính, chỉ là linh tính và sự giác ngộ của chúng ta vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Vậy có phải thật sự như trong truyền thuyết thần thoại rằng khi chúng ta nhập định, chúng ta cũng có thể phát ra hào quang như vậy hay không? Khi giác ngộ linh tính, chúng ta cũng có thể chủ động hiển lộ hào quang rực rỡ. Bên cạnh đó, đạo giáo còn một pháp môn tu luyện gọi là hồi quang. Đạo gia cho rằng chỉ cần tu luyện hồi quang, con người có thể sống lâu trăm tuổi, đạt được trường sinh bất lão, thậm chí có thể tu luyện thành thần. Có thể khái niệm hồi quang trong đạo giáo cũng liên quan đến ánh sáng của cơ thể con người. Nhưng cần lưu ý rằng, khoa học hiện tại chưa có bằng chứng rõ ràng nào xác định mối liên hệ giữa hào quang cơ thể và thánh quang. Bạn có suy nghĩ gì về loại ánh sáng đặc biệt này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.